sự cầu nguyện Phật. Vào giờ này chúng ta sẽ nghe pháp. Tại pháp hôm nay chúng ta chỉ được 30 phút. Cho nên trong thời gian này các Phật tử chúng ta nên giữ yên lặng và giữ tâm thanh tịnh để chúng ta tính pháp. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namatthu ratanatayassa. Đệ tử xin thành kính đại lễ Đức Phật, thành kính đại lễ giáo pháp, thành kính đại lễ tăng chúng. Nguyện hồng ân Tam Bảo xin hộ trì đến toàn thể quý tu nữ và chư thiện nam tín nữ có mặt trong lễ hội hôm nay, mong cho tất cả đường sẵn vui tiến hóa tu hành tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, từ rằm tháng từ 16 tháng 9 cho đến rằm tháng 10 là 30 ngày mùa dân y Tết Chính Đán theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy Theravada. Vào cái thời gian này trên thế giới, các xứ Phật giáo năm tông, chư Phật tử, cận sự nam, cận sự nữ, mua các lễ phẩm nhất là y cà sa để đến chùa làm lễ tăng y cái thí đáng. Một năm chúng ta có 3 ngày, ngày rằm tháng tư gọi là cái ngày của Đức Phật, gọi là Bodhisattva, tức là cái ngày Phật bảo. Ngày đó chúng ta kỷ niệm đản sanh thành đạo Niết Bàn của Đức Thế Tôn. Ngày rằm tháng giêng ma của Bồ Cha là cái ngày pháp bảo. Ngày này là kỷ niệm ngày mà Đức Thế Tôn ngày đại hội thánh tăng, duy nhất một lần trong cuộc đời của Đức Phật. Cái ngày đại hội thánh tăng đó, ngày thuyết Uvada Panimokkha, tức là ngày ban lời chỉ giáo tóm tắt về đời sống phạm hạnh của chư tăng, của chư tỳ kheo. Cho nên cái ngày đó được gọi là cái ngày pháp bảo. Cái ngày tăng bảo Sankhadiveso, tức là cái ngày lễ Kathina Dana hay là Kathina Puja, tức là lễ cúng dường Kathina. Ngày này như là ngày Tết của chư tăng vậy. Các Phật tử vào ngày này dân tập về các chùa để chúng ta cúng dường y Kathina đến chư tăng, cho chư tăng thay đổi y cà sa. Thưa quý vị, người Phật tử chúng ta đi ở các nơi vì cái lòng tin
và chúng ta làm phước cúng dường. Hôm nay ở tại chùa Quảng Nghiêm này thì thí chủ ở tận ngoài thành phố Hà Nội và Lào Cai về đây để làm phước cúng dường. Một điều chúng ta rất là hoan hỷ vì cái lòng tin, cho nên các Phật tử chúng ta dù ở xa nhưng mà chúng ta vẫn đến. Trong khoảng thời gian nói chuyện quý vị mất 5 phút rồi, bây giờ còn 25 phút thì sư sẽ nói cho quý vị nghe về cái này. Thật sự ở trong cái cuộc lễ dân y cái thí ná, khi sư đi đến chùa này chùa kia, lúc nào cũng trộn rộn, cũng nhộn nhịp, cũng ồn ào. Thì bây giờ chúng ta có được cái thời gian, cái thời gian nghe pháp á, là cái thời gian đó là chúng ta giữ tâm an tịnh, yên lặng trong khi chúng ta nghe pháp. Vì Đức Phật đã dạy rằng khi mà các ngươi tụ họp lại có hai việc cần phải làm. Một là gặp nhau có nói chuyện đó, thì nói chuyện về Phật pháp. Hai, nếu không có đề tài về Phật pháp để nói thì gặp nhau chúng ta nên giữ cái sự yên lặng, trong cái trạng thái yên lặng cao thượng. Cái yên lặng cao thượng gọi là tôn hi phu tát, Ariya tôn hi phu tô, tức là cái sự yên lặng trong chánh niệm. Thì như vậy nó sẽ có lợi ích nhiều hơn cho chúng ta. Ở đây cái đề pháp mà sư nói trong ngày hôm nay đó là cái việc mà tận dụng thân sanh tử để tu tập. Ở đây thưa quý vị, chắc hẳn là có nhiều người Phật tử đã từng được nghe pháp, đã từng biết cái câu Phật ngôn mà Đức Phật ngài dạy: Yatha Pippa-rasimha kajira malagunepahu evangchete namachena katapang kusalangpahu. Như từ một đóa hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy nhờ thân sanh tử nên làm nhiều thiện sự. Tại sao chúng ta phải tận dụng cái thân sanh tử này để chúng ta làm nhiều thiện sự? Thưa quý vị, bởi vì thân này rồi sẽ phải bị già, bị bệnh và bị chết. 60 năm cuộc đời hay 70 năm, 80 năm không có là bao nhiêu cả. Và nhất là trong cái thời điểm hiện tại, cái thời kỳ hiện tại, chúng ta sống khỏe đó là chúng ta sống cỡ khoảng tuổi từ 70 đổ lại thôi. Nhưng mà qua cái tuổi 70 rồi đó, thì cho dù chúng ta có sống thọ thêm là 75, 80 hay 90, thì cái khoảng thời gian đó là chúng ta chỉ sống trên cái giường bệnh. Là chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể học pháp, không thể nào chúng ta ngồi thiền được, bởi vì lúc đó sức lực đã cạn kiệt, chỉ còn cảm thọ đau nhức. Nếu như những người đã tu tập lâu ngày, đã trở thành cái thường gần y duyên, đã thói quen, thì bây giờ dầu cho họ nằm trên giường bệnh với cảm thọ đau khổ, họ vẫn có thể an trú tâm chánh niệm tỉnh giác. Còn nếu mà thông thường người Phật tử chúng ta chỉ quen đi chùa làm phước, thì đến khi mà quý vị sống nằm ở trên giường bệnh là quý vị không còn đi chùa, không làm phước nữa, thì lúc giờ quý vị sẽ cảm thấy cuộc sống này nó đơn điệu, nó cô độc và nó vô vị quá. Cho nên ở đây học Phật ngôn này chúng ta phải nhớ là chúng ta phải tận dụng cái thân sanh tử. Cái thân sanh tử của chúng ta được sanh làm người là một điều khó.
Đức Phật dạy chúng ta Kicho Manusa Patilapho, được sanh làm người là một điều khó. Cho nên khi đã sanh làm người thì chúng ta phải tận dụng cái kiếp sống con người của chúng ta để chúng ta làm được nhiều cái thiện pháp. Thời xưa đó, xưa nay thưa quý vị, ở trên cõi trời, trên cõi các cõi chư thiên, nhất là cõi trời Đau Lợi Tâu Qua Tiên Xá, khi hội chúng chư thiên biết được một vị chư thiên, một vị trời ở trên đó, một vị thiên tử ở trên đó sắp mệnh chung, thì hội chúng chư thiên họ sẽ tụ họp lại và họ khuyên, họ có lời nhắc bảo vị thiên tử đó là: này hiền giả, nay đã gần hết tuổi thọ rồi, hiền giả hãy đi tìm cái cảnh giới lý tưởng của chư thiên. Thì một vị Phật, một vị tỳ kheo mới bạch hỏi Đức Phật là: các thiên tử đó, các vị trời đó nói như vậy có nghĩa là gì? Thì Đức Phật nói rằng vị đó ám chỉ rằng bảo cái vị chư thiên mà sắp chết đó hãy tái sanh lại cõi người, vì cõi người là cái cõi lý tưởng của chư thiên. Vì sao vậy? Vì ở cõi người sẽ dễ dàng gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng, và sẽ dễ dàng để thực hành, để mà tu tập. Cho nên ở đây đó, chúng ta nên biết, nên quý trọng cái đời sống con người và ở cõi người chúng ta. Vì chỉ có ở cõi người của chúng ta thì chúng ta mới có thể làm được những cái việc đó. Chứ còn nếu chúng ta không có ở cõi người đó, chúng ta ở những cảnh giới khác đó, thì chúng ta sẽ hoàn toàn mất hết cơ hội để chúng ta làm phước. Cho nên ở kiếp sống con người chúng ta rất là quan trọng. Rồi cái hội chúng chi thiên cũng nhắc nhở cho cái vị trời sắp chết đó rằng: này hiền giả, hiện giả hãy tích lũy cái tài sản mà chư thiên hoan hỷ. Thì vị tỳ kheo kia mới hỏi Đức Phật: các vị trời nói như vậy có nghĩa là gì? Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn ngài mới giải thích rằng ý nghĩa các vị chư thiên ở trên đó nói với vị chư thiên nọ là khi mà xuống cõi người được sanh làm thân nhân loại rồi thì phải có niềm tin, phải có niềm tin ở Tam Bảo, có niềm tin ở nghiệp báo, có niềm tin để chúng ta tạo phước tu hành. Thì như vậy hiện giả có được cái niềm tin, gọi là có được cái tài sản mà các vị chư thiên ở các cõi trời hằng mong ước. Rồi cái điều thứ ba đó là các vị chư thiên đó cũng dặn dò thêm là hãy khi được cái tài sản mà chư thiên mong đợi thì cố gắng gìn giữ cái tài sản đó, đừng để cho nó mất. Thì vị tỳ kheo hỏi Đức Phật cái câu thứ ba ý nghĩa là gì? Thì Đức Phật nói rằng hội chúng chư thiên muốn dặn dò cái vị chư thiên đó, cái vị trời đó là khi mà đã có niềm tin rồi thì đừng để cho niềm tin đó bị mai một, đừng để cho cái tà kiến, đừng để cho những sa môn và la môn ngoại đạo mà đưa ra những cái lý thuyết làm cho lung lạc cái niềm tin. Bởi vì hãy mất niềm tin đó, mất niềm tin chánh hướng nơi Tam Bảo đó thì không có tu tập được gì hết, không có làm phước được gì hết. Tối ngày chỉ lo cúng kiến cầu nguyện không, thì như vậy chết chưa chắc sanh làm chư thiên. Cho nên phải gìn giữ cái chánh tính của mình cho nó được tốt. Thì sư muốn nói ở đây đó, trước tiên khi mà chúng ta muốn tận dụng cái thân sanh tử này để chúng ta, để chúng ta làm nhiều thiện sự đó, thì quý vị phải giữ ba điều. Một là khi chúng ta đã thân sanh làm người rồi thì chúng ta nên trân trọng cái thân làm người của chúng ta, trân trọng cái thân làm người của chúng ta, đừng bỏ phí một cách vô ích. Những cái chuyện mà chúng ta vui chơi du lịch hay là chúng ta
bồi dưỡng sắc thân này, trang điểm làm cho đẹp cái sắc thân này, những cái chuyện đó là những chuyện không cần thiết phải làm, mà chúng ta chỉ nên quý trọng cái thân này, biết làm sao chúng ta để cái thân cho sạch sẽ được rồi, đừng có dơ bẩn được rồi, chứ chúng ta không cần phải mất nhiều thời gian lo chuyện đó khi chúng ta sanh làm người. Cái chuyện thứ hai chúng ta chuẩn bị là bắt đầu bằng cái niềm tin. Mà khi chúng ta muốn có cái niềm tin tốt đẹp, niềm tin chánh hướng, thì chúng ta phải có hai cái điều gọi là yoniso manisikara, tức là chúng ta phải gặp cái gì chúng ta cũng phải khéo tác ý, suy nghĩ bằng cái trí tuệ để chúng ta hiểu, chúng ta tin cho đúng. Chúng ta tin Phật là chúng ta hiểu Đức Phật cho đúng, tin giáo pháp là hiểu giáo pháp cho đúng, tin tăng chúng là phải hiểu Thánh Tăng, Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán cho đúng, chứ không phải là chúng ta tin Tam Bảo chỉ để chúng ta cầu nguyện, để chúng ta van xin. Thì đó, cái thứ nhất là chúng ta củng cố cái niềm tin chánh tín của chúng ta. Cái niềm tin chánh tín thứ hai là phải đi nghe pháp, gọi là parato khoso, tức là chúng ta phải nghe pháp, học pháp thường xuyên. Bây giờ dễ lắm thưa quý vị, quý vị chỉ cần vào trong Google hay YouTube là hay là quý vị lên trên mạng đó là đủ phương tiện để chúng ta học pháp. Cho nên á, chúng ta có thể học hỏi, nhưng mà chúng ta học hỏi gián tiếp như vậy, có đôi khi á, có những người họ mở văn pháp trên YouTube ra, họ để đó, họ đi làm việc nhà, lo quét dọn, lo nấu nướng này kia, họ nghe được có cái câu được, có câu thì mất, cho nên họ không có kết hợp lại. Còn khi mà chúng ta nghe pháp trực tiếp như thế này, ngồi trên chánh điện, quý vị lắng tai nghe và quý vị nhìn pháp sư, nghe pháp sư nói chuyện, thì quý vị có thể là nuốt trọn cái thời pháp, quý vị có thể hiểu trọn cái thời pháp. Do đó cho nên chúng ta học pháp tùy, nếu mà chúng ta có cơ hội chúng ta đến gần chư tăng, diệt kiến được chư tăng để nghe pháp trực tiếp thì chúng ta nên nghe. Còn khi nào kẹt lắm á, là ở nhà chúng ta muốn nghe lại cái thời pháp đó, thì chúng ta mới bắt đầu mở room, hay là chúng ta mở mạng điện thoại YouTube để chúng ta nghe. Thì khi mà chúng ta đã có được cái niềm tin đó, chúng ta phải giữ vững cái niềm tin đó. Thế nào là giữ vững cái niềm tin? Ở đây thưa quý vị, người mà không có giữ vững được niềm tin, người đó sẽ không hiểu được chánh pháp. Mà nếu không hiểu được chánh pháp á, thì cái niềm tin của họ sẽ bị mất mát, cái trí tuệ họ không có viên mãn được. Đức Phật ngài dạy rằng Anavatthita Cittasa Sattamma Avicana Tăng Paribalava Prasadasa Panyana Purati, là người tâm không vững trú, không hiểu thông chánh pháp, đức tin bị dao động, trí tuệ không viên thành. Cho nên người Phật tử chúng ta phải hiểu biết những cái đó, chúng ta phải giữ. Rồi khi mà chúng ta đã có được cái niềm tin chân chánh, niềm tin tốt đẹp rồi, thì bây giờ người Phật tử chúng ta mới bắt đầu có sự tu tập. Không phải là chúng ta tu tập là chỉ có cái mùa dân y cái thí ná chúng ta mới đi chùa làm phước. Không phải chỉ có cái mùa này, một tháng này chúng ta mới gọi là tu tập. Mà chúng ta phải tu tập suốt cả 365 ngày trong một năm. Cả ngày từ sáng đến chiều phải tu tập, cả tuần phải tu tập, cả tháng phải tu tập, cả năm phải tu tập, và cả đời chúng ta phải tu tập. Tu tập như vậy đó, chúng ta mới có hiệu quả được. Chứ chúng ta tu tập theo cái lịch, theo cái lịch, lịch dân y, cái thế ná, lịch trai tăng vân vân, thì như vậy là chúng ta vẫn còn yếu thôi. Là bởi vì tại sao?
Khi mà chúng ta làm phước á, Đức Phật Ngài dạy có ba cái điều căn bản gọi là Punya Kriya Quá Thú. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, cái phần mà Tika Nipata, Tika Nipata tức là Pháp Ba Chi á, thì Đức Phật Ngài dạy ba điều Punya Kriya Quá Thú. Vì không có thời gian cho nên sư không có thuyết mười chi Punya Kriya Quá Thú là phước nghiệp sự, mà sư chỉ nói có ba ở trong cái phần ba chi thôi. Một là Dhanabaya Punya Kriya Quá Thú, tức là phước nghiệp sự do bố thí. Là người Phật tử chúng ta nên hiểu rằng chúng ta hay ôm ấp chấp trước cái tài sản, chúng ta không chịu buông bỏ ra để chúng ta làm phước, chúng ta bố thí, xả tài, san sẻ. Ở trên cõi chư thiên thì chư thiên họ không có nắm tài sản, vì rằng họ biết cái tài sản của chư thiên đó, như là thiên sắc, thiên thương, thiên hương, thiên vị, thiên xúc, nó tự có phước nó phát sanh lên, hết phước thì nó không phát sanh nữa thì thôi. Cho nên họ có nhiều họ hưởng nhiều. Nhưng mà có đôi khi có những vị đó, những vị trời họ lo họ hưởng thiên sắc, thiên thinh, thiên hương, thiên vị, thiên xúc, họ hưởng mà họ quên ăn, họ vui trong cái dục lạc, họ quên ăn cái họ chết, họ mệnh chung gọi là ahara chavana. Khi còn ở cõi người của chúng ta đó, thì do tài sản chúng ta làm từ mồ hôi nước mắt tạo ra, thế là tiền bạc tài sản vàng ngọc châu báu chúng ta cất để dành, cho nên chúng ta dễ bị chấp thủ. Nhưng mà chúng ta không biết rằng là khi mà chúng ta ăn xài thì nó hết, mà chúng ta để dành thì mai mốt chúng ta phải để tài sản đó lại cho người khác. Cho nên bây giờ người Phật tử chúng ta phải biết như thế này: khi mà chúng ta trong một căn nhà đang cháy, Đức Phật Ngài dạy, Ngài cho cái thí dụ trong căn nhà đang cháy, vật dụng nào mà được cứu ra, lấy ra khỏi nhà, được lấy ra khỏi nhà, thì vật dụng đó còn hữu ích cho cái người chủ nhà. Còn cái gì nó bị cháy rụi thì thôi, không xài được nữa. Cũng vậy, khi mà chúng ta có tài sản, cái thân ngũ uẩn này nó bị cháy do tuổi già, do cái sự bệnh tật, và chúng ta phải bị chết. Thế thì bây giờ cái gì mà chúng ta, vật dụng nào mà lợi ích cho chúng ta sau khi chúng ta chết? Đức Phật nói đó là sự bố thí. Chỉ có đem tài sản bố thí ra thì cái gì chúng ta trả cho ra thì cái đó còn là của mình, thì mình có thể mang theo trong ngày vị lai. Cho nên các Phật tử chúng ta phải ghi nhớ như vậy. Cái điều thứ hai đó là người Phật tử chúng ta có một cái thiện pháp mà chúng ta nên tu tập, là chúng ta nên từ bỏ cái điều ác bằng cái sự dưỡng giới. Bởi vì ở dưới cõi dục giới của chúng ta, nó làm ác do ba hành, tức là kaya samachara, tức là thân hành, vachi samachara là khẩu hành, là lời nói, và mano samachara tức là ý hành, suy nghĩ. Thì ở dưới cõi người của chúng ta đó, hành động bằng thân cũng tạo nghiệp, mà chúng ta nói bằng lời cũng tạo nghiệp, mà chúng ta suy nghĩ bằng ý cũng tạo nghiệp. Nếu như mà chúng ta suy nghĩ ý tham ác, sân ác, tà kiến ác, tham sân và tà kiến, thì ý nghĩ bất thiện đó nó sẽ tạo ra cái quả đắng cay. Cái lời nói, nếu mà chúng ta nói cái lời nói ác, như là nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, nói vô ích, thì chúng ta phạm vào cái khẩu nghiệp, thì chúng ta sẽ mang cái quả đắng cay trong tương lai. Và nếu như cái thân hành ác, tức là thân sát sanh, trộm cắp, tà dâm, thì như vậy chúng ta cũng tạo cái quả ác trong tương lai. Cho nên chúng ta phải giữ giới. Không phải chúng ta là người tu tập
gọi là tu là chúng ta chỉ đi chùa làm phước không? Cái việc mà chúng ta đi chùa chúng ta làm phước á, chúng ta bố thí cúng dường đến chư tăng, cái điều đó cũng là quý, bởi vì là thiện pháp. Tuy nhiên chúng ta phải nhớ rằng khi mà ta không có giữ giới thì thân hành, khẩu hành, ý hành của ta không được thanh tịnh. Do đó cho nên chúng ta phải tu tập giữ giới nữa. Người Phật tử chúng ta có ba loại giới. Xin nói ba loại giới ở đây thì các Phật tử chúng ta sẽ ngạc nhiên. Hồi đầu đến giờ chỉ nghe nói là ngũ giới, bát quan trai giới thôi. Nhưng mà tại sao giờ có ba loại giới? Thưa quý vị, ngũ giới là quý vị biết rồi, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Còn bát quan trai giới là không sát sanh, không trộm cắp, không hành dâm, không nói dối, không uống rượu, không ăn phi thời, không trang điểm, thôi phục thôn giờ phấn đeo tràng hoa, không xem múa hát, thổi kèn đờn như múa hát cây đờn kèn, trang điểm thôi phục thôn giờ phấn, rồi không nằm ngồi nếu quá cao và xinh đẹp, nắm cái đó. Nhưng mà chúng ta còn có một loại giới nữa, mà cái giới đó nó nằm ở trong bát chánh đạo. Cái giới đó nó có tám, gọi là A-chi-quát-thá, A-chi-quát-thá-má-cá, si-lá, gọi là quật mạng thanh tịnh giới, hay là địa bát giới, quật mạng địa bát giới. Tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, nó thuộc chánh ngực, chánh nghiệp, không nói dối, không nói đâm thọc, không nói độc ác, không nói vô ích. Thì cái đó nó thuộc về chánh ngữ, thuộc chánh ngữ. Còn nuôi không nuôi mạng tà vại, gọi là chánh mạng, là giới thứ 8. Thưa quý vị, người Phật tử chúng ta có ba loại giới như vậy. Cho nên vị nào mà giữ ngũ giới, cái đó chỉ là nít chát si lăng, tức là thường giới thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta giữ bát quan trai giới, gọi ô bô sa thá là trai giới, thì giới đó thanh tịnh hơn chút. Nhưng mà nếu mà chúng ta giữ được đề bát quật mạng giới thì như vậy là chúng ta giữ chánh ngữ, chánh diệt, chánh mạng là nó bao trùm. Bởi vì ở trong ngũ giới bát quan trai giới là cái chuyện mà nói đâm thọc, nói độc ác, nói vô ích chứ không có. Quý vị thấy chưa? Cho nên giữ bát quan, giữ tám giới, mà tám giới thuộc về bát chánh đạo đó, thuộc thánh đạo đó, thì tám giới đó là cao hơn, cao cấp hơn. Phật tử chúng ta nào giờ đâu có biết cái vụ đó đâu, không có biết vụ đó. Cho nên ở đây sư muốn nhắc để cho các Phật tử, cái này ở trong kinh điển rõ ràng, chứ sư không có nói ở ngoài kinh điển đâu. Cho nên quý vị ráng giữ giới. Rồi cuối cùng là người Phật tử chúng ta tu tập theo cái phước nghiệp sự gọi là Phawana Maya Puyakariyavathu. Chúng ta xả tài bố thí, chúng ta giữ giới để ngăn chặn thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp và sự nuôi mạng bất chánh, đó là tốt rồi. Nhưng mà còn cái tâm, cái tâm này nếu mà không có được an tịnh đó, cái tâm này mà không được lắng dịu phiền não, không diệt, không tịch tịnh được, không tĩnh lặng được năm triền cái là tham dục, sân hận, hôn thụy tức là buồn ngủ giả dự, hay là trạo hối tức là trạng thái phóng tâm và hoài nghi, thì như vậy là tâm này nó còn bị xáo trộn. Người mà tâm không có được an tịnh đó, chỉ biết bố thí trì giới không, có thể chết với cái trạng thái tâm hôn mê, hôn mê loạn, rối loạn. Giờ phút đó chúng ta sợ quá, chúng ta sợ chết á, cho nên tâm bị rối loạn lên. Thì khi mà cái tâm giờ phút lâm chung mà bị rối loạn, chúng ta tái sanh về cảnh giới khổ đau liền. Mặc dù chúng ta sanh về cảnh giới như địa ngục không có bao lâu, nhưng mà dù sao nữa cũng mang tiếng là sanh xuống địa ngục rồi mới sanh về cõi trời. Thôi thì bây giờ chúng ta ráng tu thiền, tu tiếng Phawana Maya Puyakariyavathu ở đây đó, tức là tu tập bằng cách là rèn luyện tâm. Satit chatit sacittabriyo dapanang, tức là thanh lọc tâm trong sạch. Cái này quan trọng lắm thưa quý vị. Chúng ta muốn thanh lọc tâm trong sạch đó
là chúng ta phải, nó có nhiều. Chúng ta tu tiến ở đây có hai, gọi là chitta phavana là tu tâm, và vanya phavana là tu tuệ. Tu tâm tức là quý vị ngồi, quý vị tập trung tư tưởng theo cái đề mục hơi thở ra, hơi thở vào. Hay là quý vị ngồi, quý vị thư giãn, quý vị để ý cảm thọ nó phát sanh như thế nào. Hôm nay mình không được khỏe, ngồi lắng nghe cái trạng thái không khỏe ra sao. Còn khi mình ngồi lắng nghe cái trạng thái khỏe ra sao, tức là cảm thọ lạc. Chúng ta cứ ghi nhận hoài cái gọi là niệm thọ, rồi niệm tâm, niệm pháp, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, chúng ta chánh niệm như vậy. Nhưng mà chúng ta tu tuệ đó, tức là niệm không chưa đủ, mà làm sao chúng ta thấy được danh và sắc này nó có cái sự sanh diệt vô thường. Trước hết là chúng ta nên nhìn thấy cái sự vô thường của cuộc sống. Cuộc sống này quả thật đó là phù du, là giả tạm. Vật đổi sao dời, người ta nói vậy. Hết thịnh thì tới suy. Cái gì hưng rồi nó vong. Thịnh suy hưng vong là lẽ thường của cuộc đời. Thí dụ như bây giờ có một cái gia tộc đó, một gia đình đó, có ông bà, có cha mẹ đầy đủ, con cái đầy đống vậy. Mỗi năm tụ họp lại cái nhà đó thôi, xung vầy vui vẻ. Nhưng quý vị biết đâu có bệnh, một thời gian sau thôi là cha mẹ qua đời, rồi anh chị em người đi làm ăn ở các xứ, xứ này xứ kia, rồi họ lười biếng, họ không có về tập hợp lại. Thế là gia đình quyến thuộc đó, thân tộc đó tan rã. Tài sản quý vị, tài sản cũng sẽ tan rã, quyền chức cũng sẽ suy sụp, chứ không có gì tồn tại hết. Thì ngay cả xác thân của chúng ta cũng sẽ không tồn tại. Hồi xưa đó, cách đây 30-40 năm thì thân thể của mình khỏe mạnh, hồng hào, xinh đẹp như thế nào. Bây giờ được 60-70 tuổi rồi, tóc bạc, da nhăn, hay là lưng mỏi gối dùng, bắt đầu nó suy sụp. Thì chúng ta thấy cái sự vô thường như vậy, chúng ta nên chán. Và khi mà chúng ta chán Nibbida thì chúng ta nên an trú với cái hạnh viễn ly Viraga. Thì khi mà chúng ta viễn ly không có chấp nê cuộc đời này, có thể là chúng ta chứng đắc được đạo quả. Cái việc tu tập chúng ta nó có nhiều trường hợp như vậy. Cho nên Phật tử chúng ta cố gắng, cái sự cố gắng này sẽ giúp cho quý vị được an vui. Bởi sư thường nhắc hoài, nếu mà Phật tử nào cứ nghĩ rằng mình làm phước, mình tu tập làm thiện chỉ có mùa dân y, là hết tháng dân y là quý vị nằm ở nhà thở lăn qua trở lại, quý vị chán, bây giờ buồn quá, hết mùa dân y không còn được đi chùa này chùa kia. Nhưng mà cái người tu tập á, chứ quý vị, là dầu cho mùa dân y cũng tu tập, mà hết mùa dân y ở nhà cũng tu tập, có dịp đi đến chùa thì cũng tu tập, mà khi trời mưa trời gió không có đi đến chùa được, ở nhà cũng tu tập. Phật tử chúng ta ở ngoài Hà Nội đi vào trong này để làm phước, rồi mai mốt chúng ta trở về Hà Nội, chúng ta nghĩ rằng ở ngoài này không có chùa Phật giáo Nguyên Thủy nhiều, không gặp chư tăng, chẳng lẽ chúng ta nghỉ tu? Mà nghỉ tu là chúng ta chết. Do đó quý vị nên học pháp ở đây, rồi đem về ngoài chúng ta tu tập. Người Phật tử chúng ta quý vị, thôi thì đã hết giờ, xin kết thúc ở đây. Chúc quý vị được an vui tiêu hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.